Đối với chúng sinh tà định hạ liệt bất thiện đều sinh tâm đại bi trong khinh tiện là công vụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì thực khởi tâm hoàng thệ của bậc đại nhân cung kính cúng dường tất cả Như Lai. Đối với tất cả Bồ Tát khởi tưởng Như Lai khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì giữ trí nguyện xưa rất vững bền. Đại Bồ Tát ở trong A Tăng kỳ kiếp tích tập căn lành, tự muốn thủ chứng vô thượng Bồ Đề như ở trong lòng bàn tay, nhưng đều xem xả thí cho tất cả chúng sinh, tâm không lo buồn cũng không hối hận, tâm ngài rộng lớn đồng cõi hư không. Đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì khởi đại trí huệ chứng pháp lớn, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đầy đủ phước đức tụ rộng lớn vô thượng của Như Lai. 8. Bồ Tát đối với chúng sinh tà định hạ liệt bất thiện đều sinh tâm đại bi thương xót họ, khiến cho họ liệt khổ được vui. Ngài chẳng có tâm khinh tiện, đối với chúng sinh hạ liệt cũng đối đãi bình đẳng, chẳng giống như tâm lý của chúng ta phân biệt quý tiện. Gặp người tôn quý thì sinh tâm cung kính, còn gặp người bẩn tiện thì sinh tâm khinh khi. Bồ Tát chẳng có tâm lý như thế, đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát. Vì thường khởi tâm hoàng thệ của bậc đại nhân, tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh, cứu hộ chúng sinh. 9. Cung kính tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật. Đối với tất cả Bồ Tát cũng cung kính cúng dường giống như Phật. Chẳng những mình nghĩ tưởng như thế, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. Đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì giữ trí nguyện xưa của mình rất vững bền, vĩnh viễn không thay đổi. 10. Đại Bồ Tát ở trong A Tăng kỳ kiếp tinh tập đủ thứ căn lành, mình muốn thủ chứng vô thượng Bồ Đề dễ dàng như ở trong lòng bàn tay. Tuy nhiên họ có thể thành Phật, nhưng mình chẳng thành Phật. Đem Phật quả bố thí cho tất cả chúng sinh, tâm không lo buồn, cũng không hối hận. Tâm của Bồ Tát rất rộng lớn, đồng cõi hư không. Đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì khởi đại trí huệ sẽ chứng được đại phát tạng. Đó là 10 thứ công cụ trợ đạo phước đức. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đầy đủ phước đức tụ rộng lớn vô thượng của Như Lai. Do đó có câu: mắt từ trong chúng sinh, biển phước tụ vô lượng. Các vị hãy nghĩ xem, Bồ Tát có thể thành Phật nhưng Bồ Tát chẳng thành Phật, đem công đức thành Phật bố thí cho chúng sinh, tinh thần đó thật là vĩ đại. Tại sao chúng ta chẳng học theo tinh thần của Bồ Tát xả mình vì người? Vì tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, chẳng lớn bằng tâm của Bồ Tát có thể bao dung hư không. Nếu tâm có thể lớn như hư không thì sẽ trở thành Đại Bồ Tát. Chúng ta phải phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo, dần dần tiến tu đến quả vị đẳng giác Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí huệ công cụ trợ đạo. Những gì là 10? Đó là gần gũi bậc đa văn, trần thiện trí thức, cung kính cúng dường, tôn trọng lễ bái, tùy thuận mọi thứ, chẳng trái lời dạy dỗ. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ nhất, vì tất cả chánh trực không hư dối, vĩnh viễn lìa kiêu mạn, thường có hạnh khiêm cung.